Ôi trời, tôi không xe. Kiếp chú làm cái gì mà cứ như má xó đấy. Ô cái con này, mày hỗn nha. Tại chú có làm cháu giật mình ấy chứ. Chú ở đây làm gì đây? Nhà có dầu ăn không? Nhà cháu còn. Hàng tạp hóa mà chú cứ hỏi còn dầu ăn hay không. Thế chú lấy loại 39 nghìn hay 59 nghìn? Trời ơi, cuối tháng chú đã có lương đâu. Nhà còn dầu ăn không? Cho chú xin ít. Úi dồi ôi, chú đi xin dầu ăn mà chú mang cả cái xô to đùng đi như này á? Ừ. À thì nhận nhận. Nhà cháu hết đồ ăn rồi, nhà cháu dùng mỡ lợn cơ, không được cái này đâu chú ạ. Mỡ lợn hả? Vâng. Ôi, chú chuẩn bị sẵn đây rồi. Đây, cho vào xúc cho chú một ít mỡ lợn. Ui, chú Thùng ơi, cái lọ mỡ lợn của nhà cháu ấy để hơi cao, cháu không với được đâu. Thôi, chú thông cảm nhá, cháu đi đây. Ấy 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 ấy, từ từ đã nào. Đây, cao phải không? Chú chuẩn bị ghế đây rồi, rồi trèo lên, rồi xúc cho chú với. Này ông Thùng này, tôi hỏi thật nhá, ông quê ở đâu mà lại có cái tính cách nhảy đấy? Quê hả? Đây, chú chuẩn bị sẵn cái chứng minh thư đây rồi, có hết thông tin ở trong này. Tôi ông lại bố. Ồ, thế là thế nào nhỉ? Mình xin có nhiều đâu nhỉ? Giời ơi, lãi hỏng. À, em cháu. Ui, đây rồi, cháu tìm chú mãi. Mày tìm tao làm gì? À, con xe của cháu hình như nó hỏng mấy thứ rồi chú ạ, không dùng được. Mà chồng cháu đi công tác chưa về, nên là chú vào xem giúp cháu với. Đâu, hỏng cái gì, đưa tao xem nào. Đây chú này, cái đai FM của cháu tự dưng không nghe được chú ạ. Chú xem như nào sửa giúp cháu với. Được rồi, để chú. Đây là tiếng nói Việt Nam Ôi, nghe được hồi nãy. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Ôi, chú làm kiểu gì mà vỗ vỗ vài cái mà lại nghe được như thế hả chú? Ôi, chuyện thật. Ai, chú ơi, cháu còn có cái điều hoài nữa. Chú xem sửa giúp cháu luôn đi. Thì đưa đi, tao xử lý nốt cho. Ôi, mát rồi đấy. Chú Tùng trông xe đỉnh dã man. Trời, chuyện tay của chú ấy chạm vào đâu ấy là đó, ngon lành ngay. Thật hả chú? Cái gì hỏng mà chú chạm vào là lại dùng được ngay ạ? Đương nhiên, chú là chuyên gia. Tay vàng, tay bạc mà nị. Mà chú Tùng này, chú xem thế nào. Vợ chồng cháu lấy nhau cũng lâu rồi ấy. Mà vợ chồng cháu mãi chưa có em bé chú ạ. Hay là chú chạm cháu cái. Thôi, chú xin cháu. Ca này á, chú chịu. Ô tô ấy thì chú còn sửa được, chứ còn ống nước ấy thì thôi, chú xin thua. Ông Tú không xe. Chú chạm cháu cái. Ống nước ấy, chú xin thua. Rồi. Hả? Ôi trời ơi. Ôi, thích ở đây ngon thật chú ạ. Một đông là cái này á, là nhất đấy. Ôi, đồ ăn hôm nay ngon quá chú ạ. Hôm nào chú lại đưa cháu con đi ăn tiếp nhá. Cháu hợp mấy cái món chiên rán này lắm ý. Ừ mà ngon thì ngon đấy, nhưng mà nó lại nhiều dầu mỡ ấy. Mà dạo này ấy, thì em cháu lại đang... Thế đang làm sao hả chú? Thôi. Ừ, thì chú cứ nói thật đi. Vậy thì chú nói thật nhá. Là dạo này chú thấy ấy, là em cháu là hơi bị béo đấy. Mà ấy, ăn nhiều mấy cái món dầu mỡ như này ấy, là béo quay lên. Chả ra cái gì đâu. Tôi béo, xấu, tôi không được như người mẫu. Thế thì ông đừng có mà tán tôi nữa. Ok kìa. Kìa gì mà kìa, tôi không đi ăn với ông nữa. Tôi đi ăn với thằng khác. Con này nó làm sao ấy nhỉ? Bảo mình nói thật đi, mình nói thật. Chú Tùng. Chú thấy cháu mặc cái váy này có đẹp không? Cháu vừa mua đấy. Thế em cháu thích chú nói thật hay nói dối? Nói thật cho chú. Chú cháu với nhau, việc gì chú phải nói dối cháu nhở? Thế thì chú nói thật với em cháu nha. Em cháu ấy, mặc cái váy này ấy, chả ra cái gì đâu. Cái váy này ấy, người ta cao sao? Ba vòng đầy đặn, mặc nó mới hợp. Em cháu ấy, trông người một mẫu đấy kia. Mặc đẹp với sao được? Vâng, tôi xấu, tôi lùn, tôi béo. Còn cái gì xấu nữa ấy, ông nói nốt ra đi. Đàn ông gì lèm bèm như bảo bán thịt lợn ấy. Ồ, thế em cháu bảo chú nói thật, thì chú nói thật chứ còn gì nữa. Thật thì ông đừng thật quá chứ. Thật thế thì
ai là miêu chú? Chú đúng là dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc. Sao chơi với con này nó mệt mỏi thế à? Kiểu gì ấy? Ủa, con gì? Dạ, em chào hai bố con ạ. Em xin lỗi. Dạ, em chào anh, em chào chị ạ. Ừ, anh chào em. Dạ, anh em có thể giúp gì anh chị ạ? Em cháu này, hôm nay ấy, là bãi xe là vừa thưởng Tết, kinh tế không phải nghĩ. Này em. Dạ. Em lấy cho anh con xe nào mà xịn nhất, sang nhất và đắt nhất ở đây cho anh. Anh muốn tặng cho cô bé này coi như là một món quà Tết. Ui, anh ga lắng quá anh ạ.